Ok, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với John Henry Official nha, là tôi John đây. Và hôm nay chúng ta quay trở lại đến với Plan vs Zombie phiên bản DLC. Như hôm trước, tôi đã từng chơi phiên bản 21 của nó rồi. Và nó rất là ung thư đúng không? Nên chúng ta sẽ chơi bản thường nha. Let's go! Bếp không gì hết đi được gì. Mặt trăng đã phục ngay. Chúng ta không thể biết được. Họ đã lừa dối và Skidalet là gì nhỉ? Không biết nữa. Đúng là điên rồ. Họ đã phải trả cho mình cái này. Không, ngựa mặt trời đã được tạo ra một thứ gì mới. Có trọng đó. Red, đỏ, kỳ lạ vi của sáng đang đấy, bây giờ anh em tôi chơi luôn. Ừ, good luck. Chúng ta có con vampire zombie, con này chưa được kiểm chứng. Đây là con Jetty còn chưa kiểm chứng nốt cơ. Nhưng thôi, khởi đầu của một kỳ nguyên mới. Đây là Postroom. Yes. Cần đến áo hoa bé này. Chúng tôi dùng hoa này đã. Tôi chưa có ý định gì hết nên là tôi chọn là con nào. Khách này sao vậy? Anh nghe nhạc không? Nhạc rất là mới. Thì cho anh em có thể thấy là con này cẩu rất xa luôn. Chả bù cho con này nó cẩu rất nó chỉ cẩu gần thôi. Nhưng mà không sao cả, bởi vì chúng ta biết rằng là cẩu xa là một lợi thế rất cao. Nên là dựng con này thôi. Ít hơn cả các ít khác. Rồi tưởng thế nào lại ra nữa. Con này cân được. Họ đang ảo tìm sói rồi đấy. Không thấy con này bắn chậm hơn. Dù trong sau này bởi vì mặt trăng máu rất là ác ôn. Con này trâu đấy, phải cho nó ớt mới được. Đây là chậu biển này, rất là hời luôn. Tôi sẽ dùng ngang con này này, một con bèo này, con hoa này, con này này, một con phai đặc biệt này, một con này nữa này, vào đây xong.
hết rồi đấy. Speed đấy. Không biết là sau này từ đó tôi cân bằng được cái thứ này không đó. Lightning Road. Let's go. Tạm biệt nha. Yay, let's go. Tôi sẽ cần thêm một lá bèo này. Con ai này? Là chỗ gì để tăng thêm mấy này? Đây là mình tôi cũng dám, không dám chấp nữa. Hiện nay tôi không dám chấp.
quá. Musculação, anda com mão. Tem que chegar, tem que dobrar. Puta de trás. Điện thoại nó quen vì tôi chơi tốc độ nhanh rồi. Điện thoại nó quen vì nó có thể đặt được mọi chỗ nhất thiết có thể, chỉ cái bấm là cái này phải di chuột các kiểu nên là rất khó để mà phản xạ kịp. Tôi thả 50 phút hơn. Bam quả. Bam quả này. Đây là con quả chết tiệt nhất tôi từng thấy luôn. Qua chuẩn bị spam quạt chúng ta phải cảnh giác này. Thấy chưa? Nó spam rất kinh luôn. Line Road đã chính thức chiến thắng được mấy con quạ rồi. Quá hồi mà này. Tôi xin được lên 7-8 rồi. 2 nghìn nữa thôi chúng ta sẽ mua 10 slot. Thế là chúng ta không phải sợ thái gì nữa. Chúng tôi nghĩ là chậm nên tôi phải hạn chế người nhanh vừa chậm. Người nhanh vừa chậm thay vì là vừa chậm công hoặc là vừa nhanh công. Thay vì chúng ta phải đi chậm công thì chúng ta có thể ấn nhanh chậm ở chỗ chúng ta yêu thích. Thế là hợp lý. Feel like hurricane. Hurricane. Hạ.
là nó không thể, là nó không bắn nên chúng ta phải dùng quạt gió rồi. Biết chưa anh? Sẽ phải có lúc đến hạ rồi lại. Chúng ta xem lại được. Oh, mini game à? Ok. Tôi có ý thức là chúng ta đi được một nửa chặng đường rồi. Chưa đến 30 phút. Zombie
gốc cây lửa đúng không? Tôi thử một con đậu đi ạ. Đây là tôi sẽ trồng con đậu repeater đi. Rồi, hoa bèo chậu này. Cậu Hà Lan này. Thế nào còn con này làm gì được không? Con này không phải làm gì nên tôi sẽ bỏ con đi. Nhưng mà con này sẽ được bỏ trong video này đó chính là. Đây đi, vì tôi thích làm con này. Và tại vì nó không kịp thời gian nên tôi sẽ chọn con tay con kép vậy. Nếu có ai thuê khoai hay kiểu là ủng hộ khoai tây mìn quá đấy, bây giờ họ bắt tôi phải đi dùng thôi. Khoai không dùng là người ta kiểu qua người ta có khinh thường luôn. Tôi cũng lại mấy người đấy luôn. Sao trong 10 hướng. Rồi đấy. Combination. But alas, your abilities are no match for me. Got.
Tôi chẳng quan tâm tôi có mang, tôi bị tôi thấy tôi không mang con dòng nghiệm đến rồi. Cắt tinh được vào đấy đấy. Rồi tôi cảm thấy tôi muốn tiết kiệm hơn và đi chơi tiếp. Cun tí. Bạn đang tư duy một câu đố. Bắn sao 10 hướng hay là tiết kiệm. Con bắp mới đây. Đây là dạng từ 1 từ hạng 1 đến hạng 2. Đây là một cách chiến thuật rất là hay. Liệu tôi có thể qua 6 cách 8 hay không? Trong chớp mắt đấy. Thách luôn có giới hạn của nó. Và hát mốt là giới hạn đầu tiên của tôi.
con này không có con IMP. Xem nhìn thấy cái lưng của nó đi. Đây, nó không phát ra một con IMP nào cả. Đây là một hiện tượng rất kỳ lạ luôn. Một năm nãy không phải của sọ của thế kỷ đâu. Không là của thế kỷ nãy không của năm đâu. Còn rất hay. Ở đây là của thế niên kỷ cũng được. Ui giời ơi. Một dưa hấu, một khoai tây mìn, hai khoai tây mìn, một squat. Ok, thôi quên rồi. Kết luận nha. Con đậu này rất là phế, con này vẫn là một phế vật tiếp theo của tôi đấy. Tôi kết luận luôn. Con đấy cũng là phế vật nốt. Bởi vì sao? Bởi vì nó bắn nó không bắn vào cái con chim, nó đợi nó phải đợi nó đi xuống thì nó mới bắn con chim. Đó. Thành ra là nó rất là chúng ta rồi ơi. Chúng nó rất là kiểu gì nhỉ? Tôi không thể tả được hết luôn. Thế hãy dùng con này đi. Nó rồi là con phế vật nhất của tôi rồi. Bởi vì trong bản này phế cũng ghép có thể đạt ở mọi nơi, nhưng tôi sẽ không sử dụng thanh ngục kép. Bởi vì đây là một thử thách Electric vì phế nhất tôi từng thấy. Họ không thể bắn nhiều hàng nữa.
ta có thể đập hơn được rồi. Ủa này phát được 3 hàng rồi à? Trời ơi, sao tôi ngu ngốc quá vậy? Nó pha 3 hàng, sao tôi lại không đi đường kia? Không để tôi có mất xe này. Trời ơi là... Bây giờ chúng ta sẽ có một buổi trùng cuối ngon lành này. Ăn đêm cùng trùng cuối. Nếu ông không thể đi được level này, ông sẽ phải thức khuya đến 2 giờ sáng. Và tất nhiên, tôi có thể biết được nó chỉ để xem, nên không có gì phải lo cả. Holy shit!
Ôi, chúng ta đã nhận được tượng hoa hướng dương bạc. Cảm ơn bạn đã có một cái bức tượng được đặt, bức tượng phòng thủ trước zombie tấn công. Giờ đất của bạn sẽ an toàn rồi. Đến bây giờ, ok bạn thắng, chúng tôi sẽ không ăn não của bạn nữa. Chúng tôi chỉ muốn có một bài hát cho chúng tôi không? Ký tên các zombie. Thôi cái này thì tôi sẽ không ấy đâu. Nhưng mà thôi, chúng ta hoàn thành được mini game adventure rồi. Tôi chỉ có mini game bắt buộc survival thôi. Tôi muốn kiểm tra xem là nếu, không biết là DLC là người ta có cho phép này để tiếp không nhở? Chắc không rồi, thôi bỏ đi. Thế nào, còn làm bắt dầu này, có ai zombie này, survival moon hot endless. Vâng, và giờ đó chính là Plan vs Zombie DLC. Nếu anh em thích cái series này, cái video này với cái series này, thì anh em để lại cho tôi một like, một chia sẻ, một comment nha. Vâng, tạm biệt anh em nha, tôi đi đây.